Trưa 10 tháng 3, một nguồn tin xác nhận với phóng viên báo Người Lao Động, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh đã có giấy mời bà Nguyễn Phương Hằng, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Cổ phần Đại Nam, vợ ông Huỳnh Uy Dũng, tức Dũng lò vôi lên làm việc. Nội dung làm việc được cho là để làm rõ một số vấn đề liên quan đến đơn tố cáo của vợ chồng bà đối với ông Võ Hoàng Yên, sinh năm 1975, quê Cà Mau, tạm trú tỉnh Bình Thuận. Trong đơn tố cáo, bà Hằng yêu cầu khởi tố vụ án hình sự, điều tra ông Võ Hoàng Yên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà Phương Hằng tố ông Võ Hoàng Yên chiếm đoạt của bà hơn 200 tỷ đồng thông qua hoạt động cứu trợ đồng bào miền Trung, việc xây dựng một cơ sở thờ tự tại Bình Thuận và một số hoạt động khác.